đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam, đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân. Do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta thể chết cho quê hương. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2248 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đặng Trung Chính tại Sydney, Úc Châu, đồng thời để vinh danh ông Trần Huỳnh Duy Thức là một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với quê hương và Nguyên Khải. Thêm một người chết trong đồn công an. Ngày 6 tháng 7, anh Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi, ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, bị công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đưa về nhà tạm giữ tại đồn công an. Nhưng vào khoảng 4 giờ chiều hôm sau, ngày 7 tháng 7, mẹ của anh Nguyễn Hồng Đê đến đồn xin vào gặp con thì được công an cho biết anh đã cởi áo dài tay tự thắt cổ và đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Bà đã đến bệnh viện nhưng chờ suốt đêm vẫn không được vào. Đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 7, bà nhận tin báo con trai đã chết. Dẫu vậy, bà vẫn không được vào gặp con. Nửa tiếng sau, bà lại nhận được thông báo thi thể anh Đê đã được chuyển xuống nhà xác. Gia đình anh Đê không chấp nhận cho phía công an khám nghiệm tử thi và đã đẩy thi thể anh trên băng ca qua nhiều đường phố để đến trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận phản đối vì cho rằng anh Đê tử vong không phải do tự tử. Việt Mỹ thảo luận việc hồi hương công dân Việt Nam. Ngày 7 tháng 7, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết, thứ Tư ngày 5 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có buổi họp đầu tiên ở Hà Nội để bàn về vấn đề hồi hương các công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất dựa trên những cam kết trong bản tuyên bố chung Việt-Mỹ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký kết ngày 31 tháng 5 năm 2017. Cuộc họp này là do Bộ Công an Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Đại diện Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao. Giáo hội Công giáo Việt Nam lên tiếng về hiện tình giáo hội. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, tờ Eclipse Darcy vừa đăng cuộc phỏng vấn do ban biên tập thực hiện với Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuộc phỏng vấn đề cập đến các vấn đề quan trọng liên quan đến hiện tình của Giáo hội Công giáo Việt Nam, chẳng hạn trường hợp của các blogger người Công giáo như Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Vũ Linh Mục Nguyễn Nam Phong bị cấm xuất cảnh, hay sự kiện Linh Mục và giáo dân lên tiếng bảo vệ môi trường chống lại Formosa, và đặc biệt vụ các tu sĩ đăng viện Thiên An tại Huế bị đàn áp đánh đập dã man. Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh nói, chế độ cộng sản luôn là một chế độ độc tài, nên nhà cầm quyền có khuynh hướng đàn áp các tiếng nói đối lập. Các blogger bị coi như những người khiêu khích, chuyên xúi dục các vụ nổi loạn. Về vụ Formosa, ngài cho rằng, chính phủ luôn luôn sợ phải thừa nhận sự thật liên quan tới vụ tai tiếng Formosa. Xác định danh tính 5 người Việt bị thiệt mạng khi tìm đường sang Đài Loan. Ngày 7 tháng 7, nhà chức trách Việt Nam mới chỉ xác định được danh tính của 5 người bị thiệt mạng trong số hơn 20 lao động chui bị chìm tàu tại Trung Cộng khi đang trên đường sang Đài Loan. 5 nạn nhân đã được xác định danh tính gồm có Lê Đình Hiếu, Hồ Đức Tiến, Lưu Xuân Hoàng, Nguyễn Phúc Toàn và Đào Sĩ Hùng. Nhóm người này đến từ những tỉnh ở miền Trung nơi chịu thiệt hại trực tiếp trong thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.
họ phải đóng mỗi người khoảng từ 40 đến 50 triệu đồng cho một người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang hiện chưa rõ danh tính, để người này đưa họ sang Đài Loan làm chui, hầu có tiền gửi về nuôi sống gia đình đang khốn khổ vì thảm họa môi trường. Sau khi đến Trung Cộng ngày 31 tháng 3, nhóm người này được đưa đến một con tàu để vượt biển sang Đài Loan, nhưng không may tàu gặp nạn và bị chìm. Hàng không mẫu hạm Trung Cộng đến Hồng Kông. Thứ Sáu ngày 7 tháng 7, sau chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đến Hồng Kông vào tuần trước, chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng cũng đã đến Hồng Kông và sẽ ở lại đây 5 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên chiếc tàu này ra khỏi Trung Cộng để đánh dấu 20 năm ngày Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng. Sự xuất hiện của chiếc hàng không mẫu hạm này tại Hồng Kông được xem là màn phô bày sức mạnh của Bắc Kinh nhằm răn đe thế lực đòi dân chủ tại Hồng Kông và đòi ly khai tại Đài Loan. Đây là chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất mà Trung Cộng có được nhờ mua từ Ukraine do Liên Xô sản xuất từ 25 năm trước rồi đem về trùng tu lại. Đông đảo người biểu tình đụng độ với cảnh sát Đức bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Để đối phó với nguy cơ khủng bố và bạo động có thể xảy ra khi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại thành phố Hamburg của Đức, đã có khoảng 20.000 cảnh sát từ khắp nước Đức được điều động đến Hamburg để bảo vệ an toàn cho hội nghị. Vì theo dự đoán của nhà chức trách Đức, có thể có đến 10.000 người biểu tình trong những ngày hội nghị này. Ngày 7 tháng 7, đoàn biểu tình đã chặn đường các phái đoàn tới tham dự hội nghị. Cảnh sát Đức phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán. Đoàn biểu tình đã xung đột với cảnh sát, đã đốt nhiều xe của cảnh sát, khiến ngày họp thượng đỉnh đầu tiên đã có 111 cảnh sát bị thương, 29 người biểu tình bị câu lưu và 15 người bị tạm giam. Số người biểu tình ước đoán từ 7 tới 8 nghìn người, và cảnh sát đã phải mở một trại giam với sức chứa lên đến 400 người trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, và nhiều thẩm phán đã có mặt tại chỗ để có thể đưa ra quyết định giam người ngay lập tức. Tin tặc Nga bị nghi ngờ tấn công hệ thống điều hành nhà máy điện nguyên tử Mỹ. Ngày 6 tháng 7, báo New York Times tiết lộ rằng, theo báo cáo của FBI và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hơn một chục nhà máy điện Mỹ bị tin tặc xâm nhập. Trong đó có nhà máy điện nguyên tử Wolf Creek ở tiểu bang Kansas có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy tin tặc xuất phát từ Nga. Các máy tính của một số nhân viên tại đây đã bị tin tặc viếng thăm, nhưng không vào được hệ thống điều hành của nhà máy. Kính thưa quý thính giả, sau đây, phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời lại cho chị Hoàng Ân. Dạ cảm ơn chị Mỹ Linh. Hoàng Ân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi. Xin chào anh Trường An ạ. Trường An xin kính chào tới ngồi quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và xin chào tới ngồi chị Hoàng Ân, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, để mở đầu Hoàng Ân xin được nói đến những tin tức xảy ra ở xã Đồng Tâm. Thì thưa anh, sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết định truy tố người dân xã này, thì lại có tin là Ban Thanh tra Hà Nội vừa đưa ra một kết luận hoàn toàn bất lợi cho người dân tại đây. Xin anh trình bày về cái kết luận này ạ. Dạ vâng, thưa chị và quý thính giả, vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Thanh tra Hà Nội đã công bố kết luận về khu đất của người dân Đồng Tâm. Kết luận này cho rằng không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp thuộc xứ Đồng Sen như người dân Đồng Tâm xác quyết, mà tất cả đều là đất quốc phòng. Với kết luận này, người dân Đồng Tâm chính thức trở thành dân oan mất đất, và bộ mặt lừa đảo của chế độ lại một lần nữa phơi bày sau cú lừa của Nguyễn Đức Chung, kính thưa chị. Dạ vâng, thưa anh, sau buổi công bố cái gọi là dự thảo kết luận thanh tra này, thì Nguyễn Đức Chung có đưa ra lời giải thích gì không ạ? Thưa chị và quý thính giả, chúng tôi xin được trích nguyên văn phát biểu của Nguyễn Đức Chung. Ông ta nói, người dân, luật sư, kể cả cá nhân tôi cũng không được phép đòi hỏi phải biết đất quốc phòng sử dụng vào việc gì, vì sao bỏ không, vì điều này thuộc về an ninh quốc gia. Dân biết, kẻ thù biết, thì đất nước ta phòng thủ thế nào được? Chúng ta đừng hỏi cùng để lý sự, che lấp âm mưu khác. Thưa chị và quý thính giả, điều này có nghĩa là nếu ai đó ngu dại nghe theo lời mì dân của đảng, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, mở đất quốc phòng cướp từ tay dân Đồng Tâm để làm gì, thì coi chừng bị kết án là hỏi cùng, là lý sự, là che lấp âm mưu khác. Chính xác, ý của Nguyễn Đức Chung là đừng có đụng vào mưu đồ của đảng và quân đội lấy đất của dân, mượn danh nghĩa quốc phòng, an ninh quốc gia để kinh doanh làm giàu, kính thưa chị.
Vâng, thưa anh Trường An, vừa qua thì người dân Việt Nam lại được một trận cười vỡ bụng sau lời phát biểu của Thiếu tướng Công an Phạm Lê Xuất. Thưa anh, xin anh trình bày lại những cái lời phát biểu của ông Thiếu tướng này ạ. Thưa chị và quý thính giả, đó là việc ông Phó Ban Thanh tra của Bộ Công an tuyên bố là rất nhiều quan chức đảng viên giàu to, có các tài sản khổng lồ là đến từ việc nuôi heo nuôi gà. Phát biểu này được Thiếu tướng Công an Phạm Lê Xuất nói lên trong hội nghị thanh tra các bộ ngành. Đương sự còn nói thêm là trong thời gian gần đây đã có nhiều vụ khai gian tài sản trong giới quan chức đảng viên. Thế nhưng vì chế độ không có hệ thống đối chiếu nên không thể kiểm chứng được các kê khai ấm ớ nói trên, mà phần lớn là chỉ nhờ vào sự tố cáo của người dân hoặc báo chí, kính thưa chị. Dạ thưa anh, nhưng mà cái kẹt là cứ hễ báo chí hoặc người dân nào ngu dại nghe theo lời của đảng, tố cáo các cơ quan chức tham nhũng thì lại bị trù dập và cầm tù. Thưa chị và quý khán giả, vì đó là bí mật quốc gia thưa chị. Dạ đúng vậy thưa anh. Và cũng liên quan đến những tài sản kếch xù của quan chức Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã biện hộ gì thưa anh? Thưa chị và quý thính giả, khu biệt thự của ông Phạm Sĩ Quý rộng 13.000m2 và phải phá hủy một khu rừng rậm để xây biệt thự cho ông. Khi bị báo chí chất vấn thì ông này tuyên bố là mình đi vay 20 tỷ đồng từ ngân hàng. Không những thế, ông Giám đốc Sở Biển thủ Tài nguyên Hủy hoại Môi trường còn bồi thêm một câu cực kỳ phản động là nếu mà sự việc không đúng, nếu sai phạm đến mức phải từ chức thì tôi cũng chấp nhận. Dạ vâng, đúng là làm đảng viên Cộng sản Việt Nam thật là sung sướng anh Trường An hả? Với những sai phạm động trời thì chỉ cần từ chức hoặc là nhận kỷ luật trước đảng là xong tất cả. Phải nói là cực sướng, theo từ ngữ của họ dùng chị ạ. Thưa chị, nhưng đây tôi cũng muốn nói thêm, dư luận cũng có thêm một trận cười nữa khi báo chí lệ đảng trích dẫn lời tuyên bố của Đại tướng Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng quân đội Việt Nam kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ chính trị, chứ không đơn thuần là kinh doanh, theo tiết lộ của ông Trà. Thì quan điểm nói trên đã được các tướng lãnh Việt Nam đồng ý vào nhiều năm trước. Dạ vâng, thưa anh Trường An, trong thời gian gần đây thì khá nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đã đồng loạt có động thái tháo vốn và bán lại cổ phần đang sở hữu tại một ngân hàng quốc nội nào đó với mục đích rút khỏi Việt Nam. Theo anh thì nguyên nhân nào đã khiến cho các ngân hàng này có động thái như vậy ạ? Thưa chị và quý thính giả, theo tôi thì các nguyên nhân sau đây sẽ dẫn đến việc các ngân hàng quốc tế muốn rút khỏi Việt Nam. Thứ nhất là nợ xấu. Lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc hội Việt Nam phải nhận lãnh một trách nhiệm liên đới mật thiết đến sự tồn vong của đảng, bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Và con số mới nhất về nợ xấu ngân hàng được công bố là đến 600.000 tỷ đồng. Thứ hai là gia đình trị, vốn là tại nhiều ngân hàng. Nó vẫn mang tính gia đình trị, tức là một số thành viên của hội đồng quản trị có quyền nắm giữ và quyết định hầu như là tối hậu trong một ngân hàng. Bên cạnh đó thì vấn đề tuân thủ luật lệ ngân hàng, Việt Nam có lẽ còn rất nhiều cái cần phải cải tiến. Luật lệ đưa ra chẳng hạn như lãi suất có quy định thì có những ngân hàng tìm cách vượt trần hoặc vượt quy định. Tôi nghĩ rằng tính tuân thủ cần phải cải tiến rất nhiều, kính thưa chị. Dạ vâng, Hoàng Ân xin cảm ơn anh Trường An đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đài. Xin chào tạm biệt quý vị, chào tạm biệt anh Trường An và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Và một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả có đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Ân. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chánh, xin ghi Đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161. Hoặc qua PayPal trong website radio.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, nếu có một cuộc thăm dò thái độ của toàn quân trong lực lượng quân đội và công an Việt Nam hiện nay về Trung Cộng, chúng ta có thể chắc chắn về kết quả tuyệt đối. Mọi anh chị em công an ninh và bộ đội, sĩ quan sẽ tỏ ý bất bình, căm ghét bọn lãnh đạo Trung Cộng. Đây cũng là thái độ rất rõ ràng của hầu hết người dân Việt Nam chúng ta. Bởi một lẽ đơn giản, chính quyền Cộng sản Trung Cộng là một chính quyền đang có dã tâm thôn tính Việt Nam và đang mang lại rất nhiều tai họa cho đời sống, xã hội của người Việt Nam chúng ta. Từ các sản phẩm độc hại cho tới các thiết bị, nhà máy gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Với một kẻ láng giềng tham lam và thâm độc như thế, chúng ta không thể coi Trung Cộng là bạn, càng không thể để chúng can dự, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu quốc gia. Thế nhưng, bọn lãnh đạo chóp bu Cộng sản Việt Nam vẫn liên tục coi Trung Cộng là bạn vàng, bốn tốt, vẫn tiếp tục tiến hành hợp tác với Trung Cộng trong mọi lĩnh vực, kể cả an ninh, quốc phòng, chính trị. Chúng còn cam kết gắn chặt vận mệnh dân tộc Việt Nam vào vận mệnh Trung Cộng, như trong tuyên bố chung giữa hai tên đầu đảng, Trọng, Tập, cách đây không lâu. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, ba tên lãnh đạo cao nhất, Trọng, Quang và Phúc, còn đích thân nghênh tiếp một tên tướng Trung Cộng là Phạm Trường Long ngay tại Hà Nội. Không những thế, bọn lãnh đạo chóp bu Hà Nội còn phải hứa hẹn, cam kết với tên tướng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Cộng. Riêng tay Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch còn khẳng định sẽ để Trung Cộng huấn luyện, đào tạo cho binh lính, sĩ quan quân đội Việt Nam. Đây là những tin đã được báo chí chính thức của Đảng Cộng sản Hồ Tàu xác nhận. Tuy nhiên, một số nguồn tin quốc tế cho biết trong các cuộc gặp gỡ với Trọng, Quang, Phúc, tên tướng Trung Cộng Phạm Trường Long đã ngạo nghễ khẳng định Biển Đông và các đảo trong Biển Đông là thuộc Trung Cộng. Ngoài ra, Phạm Trường Long còn lên tiếng mắng mỏ ba tên chóp bu Trọng, Quang, Phúc về việc tại sao lại để cho các công ty Việt Nam tiến hành thăm dò dầu khí tại khu vực Cá Voi Xanh gần quần đảo Hoàng Sa. Theo nguồn tin quốc tế vừa nói, lần này bọn chóp bu Cộng sản Việt Nam đã có biểu hiện bất bình đối với thái độ ngạo mạn của tên tướng Trung Cộng. Và đây chính là lý do khiến Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam, hủy bỏ hoạt động giao lưu quân sự hai bên tại biên giới Việt Trung, và đùng đùng trở về Trung Cộng. Ngoài ra, các nguồn tin quốc tế không nêu chi tiết bọn Trọng, Quang, Phúc đã có thái độ cụ thể thế nào đối với Phạm Trường Long. Trong khi đó, bọn chóp bu Cộng sản Việt Nam và toàn hệ thống báo chí của chúng không xác nhận hay phản đối thông tin quốc tế vừa kể. Thưa anh chị em và quý vị, nếu nguồn tin quốc tế là chính xác, chúng ta sẵn sàng khen ngợi sự thay đổi của bọn lãnh đạo chóp bu, đã dám có một thái độ bớt ương hèn hơn đối với Trung Cộng. Nhưng chúng ta phải khẳng định với nhau, nếu thực sự đã có sự thay đổi theo hướng đáng khen như vừa nói, thì sự thay đổi này vẫn chỉ là một biểu tỏ còn hết sức ương hèn của bọn chóp bu Cộng sản Việt Nam. Bởi những lãnh đạo quốc gia có liêm sĩ và chí khí không bao giờ chấp nhận cùng đón tiếp một tên quan nhỏ của ngoại bang, và rồi tất cả cùng câm lặng khi bị tên quan này vỗ mặt, sỉ nhục danh dự, chủ quyền quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hết sức thận trọng với các thông tin, kể cả báo chí quốc tế, để không rơi vào quỷ kế, nghi binh, đánh lạc hướng của bọn chóp bu Cộng sản, Trung Cộng và Việt Cộng. Hiện nay, bọn chóp bu của cả hai bên đều đã biết rõ, trong lòng dân tộc Việt Nam ngày càng phẫn nộ, căm hờn trước sự cấu kết để cướp nước và bán nước của hai tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh, Hà Nội.
Trong suốt những năm qua, bọn chúng đã liên tục dùng nhiều chiêu trò để đàn áp, hòng bóp nát tinh thần yêu nước, thương nội của dân tộc Việt Nam trước mưu đồ thôn tính từ Bắc Kinh. Để phục vụ quan thầy Bắc Kinh, bọn thái thuốc cộng sản tại Hà Nội đã không từ cái những hành động bỉ ổi như đạp vào mặt người biểu tình, quấy rối, phá đám, cắt lễ tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ và bắt bớ, giam cầm những người có tấm lòng với nước trên khắp ba miền Nam, Trung, Bắc. Nhưng tất cả những hành động khủng bố, bạo ngược đó đang tỏ ra vô hiệu. Làn sóng căm phẫn, phản đối bọn cướp nước và bè lũ bán nước vẫn ngày càng gia tăng, lan tỏa vào khắp mọi thành phần xã hội. Từ trẻ tới già, từ trí thức tới nông phu, từ miền quê tới đô thị. Đây là một quả bom yêu nước vĩ đại đang bị dồn nén, sẽ bùng nổ vào một ngày gần đây để quét sạch lũ ngoại xâm và nội xâm cộng sản. Trước kết cục tất yếu này, bọn chóp bu đang muốn tạo ra những ảo tưởng trong dân chúng Việt Nam rằng bọn chúng cũng đang cố gắng chống trả Trung Cộng. Đây là một âm mưu hết sức gian manh, thâm độc, hòng tạo ra một liều thuốc ru ngủ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, bên cạnh các hành động khủng bố, trấn áp thẳng tay người yêu nước. Hỡi anh chị em và quý vị, những người có tấm lòng yêu nước, hãy cảnh giác và tiếp tục chống trả lũ cướp nước và bán nước. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín do ông Đặng Giang, quản nhiệm đài đáp lời sông núi thực hiện. Thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua, việc blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam với tội tuyên truyền chống phá nhà nước là một cái sự kiện mà đông đảo thính giả đã nêu ra với đài radio đáp lời sông núi của chúng tôi. Trong số các cái thư tín đề cập đến bản án này, nhiều thính giả đã nêu ra các câu hỏi tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại ra cái mức án nặng nề đến như vậy. Trong số ấy thì ông Trương Đình Ngọc ở Huế viết như sau: đồng ý là mức tù các loại tội danh chính trị như thế này thì bản án luôn luôn thuộc loại bỏ túi, tức là đã được định sẵn. Thế nhưng thông thường với trường hợp của những người bất đồng chính kiến, mức tù chỉ đôi ba năm, tại sao đối với mẹ nấm lại đến 10 năm? Cũng tương tự như vậy thì cô Chu Thị Thu Hồng ở Nha Trang, tức là cái nơi mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh sống đó, đã nêu lên các cái nghi vấn, tôi xin trích như sau: nếu so thời gian tạm giam của luật sư Nguyễn Văn Đài từ tháng 12 năm 2015 đến nay vẫn chưa xét xử thì vụ blogger mẹ nấm rõ ràng là đã được dàn dựng sự thật nhanh, đúng như luật sư Võ An Đôn đã nhận xét. Như vậy thì có lý do gì lại sự gấp rút và với một cái bản án quá nặng nề, quá dã man như vậy? Thưa ông Ngọc và cô Thu Hồng, vâng, ai cũng phải ngỡ ngàng về cái bản án quá nặng đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một người chỉ trình bày cái quan điểm của mình bằng ngòi bút và bằng những hành động phản đối rất ôn hòa như tỏa kháng, viết blog, vân vân. Có dư luận cho rằng việc gấp rút xét xử mẹ nấm với bản án rất nặng như vậy là nhằm gây khó khăn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vì ông này đã hứa với một số giới chức Hoa Kỳ trong chuyến đi Mỹ cuối tháng 5 vừa qua là sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền, cũng như ông sẽ phải gánh nhiều tai tiếng trong chuyến đi Âu Châu hiện đang diễn ra. Theo những cái đồn đoán này thì đây có thể là trò tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng, phe này chống phá phe kia. Tuy nhiên chúng tôi thiên về cái lập luận cho rằng bản án xử mẹ nấm là một cái sự giằng mặt, đe dọa của Đảng Cộng sản đối với các cái phong trào chống đối, đồng thời cũng tạo sẵn một món hàng để khi cần thì trao đổi với các cái nước Tây Phương khi bị thúc ép về nhân quyền.
Nhưng dù vì lý do nào đi nữa thì cái bản án này cũng là một cái dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi vào ngõ cụt trong việc giải quyết cái khủng hoảng chính trị của đất nước. Cũng liên quan đến cái vụ án mẹ nấm, chúng tôi nhận được thư của bà Nguyễn Thị Diệu ở Hải Phòng. Bà nêu lên sự kiện, chúng tôi xin trích: "Tôi thật sự kinh tởm cái cung cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đối xử với tù nhân mẹ nấm khi không cho mẹ nấm mặc quần áo lót và dùng băng vệ sinh trong thời gian có kinh nguyệt. Chỉ có súc vật mới đối xử với nhau như vậy, thật là nhục nhã cho cái chế độ vẫn tự hào luôn đề cao vai trò nữ giới, với khuôn mặt như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lúc nào cũng giòn dáng với áo dài thêu bông hoa rực rỡ." Thưa bà Diệu, thật ra cái sự kiện này chỉ là một cái biểu hiện của bản chất bất nhân cố hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Cũng chính vì cái bản chất này mà đất nước chúng ta ngày càng lụn bại về mặt đạo đức, nhân phẩm, càng ngày càng sản sinh ra cái tầng lớp cai trị hèn với giặc, ác với dân. Và dù là phụ nữ thì những kẻ như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoặc là Ủy viên Bộ Chính trị Tòng Thị Phóng cũng đều cá mè một lứa, vì được Đảng đào tạo và chỉ cúc cung phục vụ quyền lợi của Đảng mà thôi. Cái điểm đáng nói ở đây là nhờ sự kiện này mà thế giới đã nhìn rõ hơn cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án mẹ nấm có thể được xem là một cái vụ án vi phạm nhân quyền được công luận thế giới biết đến nhiều nhất từ trước đến nay, với bao nhiêu bản tin, bài báo của các nước từ Âu sang Á, từ Nam Mỹ đến Phi Châu về tính cách phổ quát này. Hành động đối xử man rợ đối với mẹ nấm đang được một số đoàn thể phụ nữ như Tổng hội Phụ nữ Âu Cơ, trụ sở ở Houston, Texas, Hoa Kỳ, đang vận động các cái tổ chức cơ quan chuyên về nữ giới trên thế giới để lên án và can thiệp. Thưa quý thính giả, ngoài bản án 10 năm của mẹ nấm, chúng tôi cũng nhận được một số thư liên quan đến cái vụ Đồng Tâm, trong đó có thư của ông Dương Trọng Tân ở Thái Bình. Ông viết, chúng tôi xin trích như sau: "Báo Tiền Phong ngày 7 tháng 7 đăng bài tường thuật buổi nói chuyện của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về kết quả điều tra vụ Đồng Tâm, trong đó có đoạn ông tuyên bố là đối với đất quốc phòng bỏ không, thì người dân, luật sư, kể cả cá nhân ông cũng không được phép đòi hỏi đất quốc phòng sử dụng vào việc gì. Vì sao bỏ không? Vì điều này thuộc về an ninh quốc gia." Bài báo trích nguyên văn lời ông Chung là: "Dân biết, kẻ thù biết thì đất nước ta phòng thủ thế nào được?" Và bài báo đăng tiếp nguyên văn ông Chung lý giải và nói rằng: "Chúng ta đừng hỏi cùn để lý sự, che đậy âm mưu khác. Xin quý đại cho biết nhận xét về nội dung bài báo ký tên Tú Anh Luân Dũng này." Thưa ông Tân, cảm ơn ông đã nêu ra một cái sự kiện rất lý thú. Lý thú ở cái chỗ là rõ ràng tác giả bài báo là Tú Anh Luân Dũng đã phê phán cái lý sự dân biết, kẻ thù biết thì đất nước ta phòng thủ thế nào được của ông Chung, chính là lý sự cùn để che lấp cái âm mưu cấp đất của dân để làm giàu cho cá nhân và phe nhóm. Phải thành thật và khen ngợi hai ký giả Tú Anh Luân Dũng khéo léo dùng cái gậy của ông Chung để đập lên lưng ông, và đồng thời cũng tố cáo sự phản động và ngoan cố của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên chúng tôi phải tạm dừng mục trả lời thư tín tại đây. Xin hẹn quý thính giả trong mục trả lời thư tín lần tới. Thành Giang trân trọng kính chào. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả hãy cùng với đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với bản án 16 năm tù giam, là một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai cũng vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liên lạc@daplời.songnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408 663
9860 ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an.